Những tháng đầu năm nay thì người dân ở nhiều nước châu Á như là Indonesia, Malaysia hay là Việt Nam đã vô cùng lo lắng trước thông tin về loại gạo giả làm từ nhựa được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và mới đây nhất thì một gia đình ở tỉnh Quang Đông của Trung Quốc lại phát hiện ra gạo giả là làm từ giấy sau khi ăn phải loại gạo này. Sự việc được phát hiện khi một gia đình ở tỉnh Quang Đông mua gạo mới về nấu cơm. Khi ăn thì họ cảm thấy bất thường bởi hạt gạo hạt cơm rất là khó nhai một thành viên trong gia đình nói với các phóng viên rằng bà và cả nhà đều không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường cho đến khi ăn và thấy rằng hạt cơm hơi cứng sau đó thì bà và gia đình đã vô cùng bàng hoàng nhận ra rằng là hạt gạo này thực chất là giấy được cuộn chặt lại một cách hết sức là tinh vi gia đình cho biết đã mua loại gạo này từ một người bán hàng rong và hiện họ đã trình báo sự việc đến cảnh sát địa phương Vâng tiếp tục chương trình chào buổi tối và chúng tôi sẽ thêm thông tin thêm về cái thông tin là người Trung Quốc đã phát hiện ra là loại gạo giả được làm từ giấy cuộn lại rất là tinh vi. Chắc hẳn là giờ này ở trên mâm cơm nhà quý trên bàn ăn thì đã có những bát cơm, con hồi cơm rồi và quý vị sẽ giật mình là không biết gạo nhà mình có là gạo giả không. Nhưng mà như chị Huyền vừa chia sẻ đấy thì là để làm ra gạo giả trong rất nhiều trường hợp thì chi phí sẽ cao hơn rất nhiều so với là gạo thông thường nên là sẽ nhiều chuyên gia thì cho rằng là người ta sẽ không mất công mất sức để đầu tư làm gạo giả. Hay tưởng tượng là chúng ta sẽ, nếu mà gạo ở loại Trung Quốc cái loại vừa được phát hiện đấy người ta cuộn từng cái mẩu giấy nhỏ thành một cái hạt gạo mà không biết cuộn đến bao giờ thì ra mới được một cân gạo mang đi bán. Vâng, tiền trả tiền công cho tốn hơn tiền gạo rồi. Vâng, tuy nhiên là chúng tôi thì vẫn không loại trừ khả năng là có gạo giả thật ở trên thị trường và chúng tôi cũng cung cấp cho quý vị một số những cách để nhận biết gạo giả và gạo thật. Thứ nhất là chúng ta có thể rang gạo lên, cho gạo lên chảo để rang dưới một ngọn lửa to, nếu mà là gạo giả thì sẽ nóng chảy ra còn gạo thật thì sẽ chín thơm cách thứ hai là chúng ta sẽ ngâm gạo, đó là lấy một chậu nước và cho gạo vào ngâm. Gạo thật sau một thời gian thì sẽ trương nở còn gạo giả thì sẽ không uh, mà nếu bằng nhựa thì nó sẽ nổi lên. Vâng, và một cách nữa đó là chúng ta để ý kích thước của hạt gạo. Người tiêu dùng thì cũng có thể quan sát kỹ hình dáng hạt gạo để phân biệt. Gạo thông thường thì chỉ dài từ 6 đến 7 mm nhưng mà gạo giả thì có thể dài tới 10 mm. Bề ngang của gạo giả thì nhỏ hơn nhiều so với loại gạo thông thường. Và cuối cùng trước khi nấu thì chắc chúng ta sẽ phải vo gạo và chúng ta rất ý một chút là kinh nghiệm của một số tiểu thương đi buôn bán gạo cho thấy là gạo thật thì luôn có một lớp màng phủ bên ngoài tự nhiên là màng cám. Còn khi khi mà vo gạo thì cái màng phủ này sẽ chóc cái bóc ra và tạo ra một cái nước màu đục trắng đục. Còn với gạo giả thì do làm bằng nhựa nên là khi vo thì nước chắc chắn là sẽ trong và sẽ không dính vào bàn tay.